Hôm nay, hơn 17.200 thí sinh đã hoàn thành ngày thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Trong ngày thi thứ hai, buổi sáng thí sinh làm bài thi tổng hợp 3 môn: Tiếng Anh, Lịch sử và Sinh học. Buổi chiều, thí sinh đăng ký dự thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên làm bài thi môn chuyên với hình thức tự luận. Kết thúc buổi thi, tâm trạng nhiều thí sinh cảm thấy phấn khởi, thoải mái bởi đề thi được đánh giá sát với chương trình học, cấu trúc giống mọi năm, nhưng cũng có độ phân hóa cao. Đối với các môn thi chuyên, nhiều giáo viên và thí sinh nhận xét đề thi hay, tính phân hóa cao, phù hợp với đặc thù tuyển sinh vào trường chuyên của tỉnh. Em thấy đề dễ, khó, nó trộn lẫn vào nhau. Em cũng vừa có vui, cũng có chút sợ kết quả có thể nó không được như mong muốn. Còn vui vì bản thân cũng đã thi xong rồi. Thi xong rồi ra hỏi cháu bảo nó làm bài được, rõ ràng là mừng. Cũng rất là vui, phấn khởi trong lòng, cũng động viên con là kết quả có thế nào thì là bố mẹ cũng rất vui rồi. Xin chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023. Một kỳ thi được đánh giá là có nhiều khó khăn và thách thức khi số lượng thí sinh tăng hơn 2.000 em nhưng chỉ có thêm 500 chỉ tiêu trúng tuyển. Dù kết quả cuộc thi có như thế nào thì các em học sinh cũng như các vị phụ huynh cũng không cần phải quá thất vọng, bởi vì trường Trung học phổ thông công lập không phải là con đường duy nhất để tới tương lai. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay có khoảng 2.000 học sinh lựa chọn không tham gia tuyển sinh mà học nghề hoặc là vừa học nghề vừa học văn hóa. Số thí sinh tham gia dự thi đạt hơn 99%, hai thí sinh vi phạm quy chế thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Tiên Lữ và Trung học phổ thông Quái Châu cơ sở 2 do mang điện thoại vào phòng thi được phát hiện và xử lý kịp thời. Đội ngũ cán bộ tuân thủ nghiêm quy chế, trách nhiệm trong từng khâu. Đến thời điểm này đánh giá rằng là một kỳ thi mà các điểm thi thì thực hiện đầy đủ đúng các quy chế đã quy định, đảm bảo một kỳ thi an toàn. Trên cơ sở đó thì ngành đã rút ra được một số cái kinh nghiệm để áp dụng cho kỳ thi liên quan đến cái việc là kiểm soát các cái trang thiết bị mà học sinh mang vào phòng thi, đặc biệt là cái việc tổ chức các cái phòng chứa đồ cho học sinh trước khi vào phòng thi, bốc thăm, giám thị cũng như là các cái phương án bố trí học sinh ngồi. Ngày mai, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cập nhật chỉnh sửa sai sót về thông tin của thí sinh làm phách chấm thi. Kết quả thi sẽ được công bố ngay sau khi hoàn thành công tác chấm thi.